vấn đề mà bạn còn phải học hỏi những người xung quanh. Do đó, anh ta cầu viện tôi để giúp anh chuyển đổi 50 nhân viên bán bảo hiểm có năng lực trong vòng 5 tháng. Chiến lược mà chúng tôi đưa ra là đăng một bài quảng cáo hoành tráng trên báo với tiêu đề giật gân: học phương pháp kiếm được 100.000 đô la một năm. Không cần phải nói, một người chanh nha đăng ký tham dự buổi giới thiệu đầy ấn tượng của chúng tôi về cách thức giúp họ kiếm được 100.000 đô la từ bán bảo hiểm. Dĩ nhiên, anh cũng cần tôi giúp đỡ làm diễn giả trong một buổi diễn thuyết giới thiệu. Và kết quả, hơn 50% số người tham dự muốn gia nhập đội ngũ của anh. Trên thực tế, anh đã đạt được mục tiêu tuyển 50 nhân viên còn sớm hơn cả dự định. Trước đây, chưa một chủ nhóm nào thực hiện phương pháp có 102 này do chi phí đầu tư ban đầu quá cao. Tuy nhiên, kết quả nhận được thì thật tuyệt vời. Anh đã làm được điều mà người khác phải làm trong vòng 5 đến 10 năm chỉ trong vài tháng. Và như một phần thưởng động viên cho những người tham gia vào nhóm của mình, tất cả nhân viên đều được anh tài trợ để tham gia khóa đào tạo những mô thức thành công của công ty chúng tôi. Bởi vì anh biết chắc rằng những mô thức thành công mà họ học được là việc đạt danh hiệu là chỉ là sớm muộn mà thôi. Nếu bạn nhắm tới những thành tích vượt trội, hãy sử dụng những chiến lược sáng tạo. Đã không biết bao nhiêu lần chúng ta nhận được lời khuyên chân thành từ người khác và chúng ta tự biết giới hạn của mình ở đâu, rằng càng cao danh vọng càng dày chen men. Chính vì những lời khuyên đó mà đa số mọi người đều chỉ đạt được kết quả tầm tầm. Và những người làm nên lịch sử thường là những người dám đặt ra cho bản thân những mục tiêu bị đánh giá là ảo tưởng hay thậm chí là điên khùng. Nhưng vì tất cả những người điên đều có áp dụng công thức thành công tuyệt đỉnh một cách triệt để và họ đã tạo ra những, đã biến ra những điều không thể thành có thể. Và trên thực tế, tôi tin rằng những người ta có thể làm việc gì đó mà không thể đơn giản chỉ vì họ chưa tìm thấy một chiến lược đúng đắn, phù hợp biến nó thành có thể. Rất nhiều thứ bình thường xung quanh ta cách đây không lâu đã bị gạt bỏ với lý do là mơ mộng hão huyền. Đâu? Ví dụ, 30 năm trước, nếu bạn nói với ai đó rằng phần lớn dân số ngày nay lận lương cho một chiếc điện thoại nằm nhỏ rộn trong lòng bàn tay với đầy đủ chức năng như là chơi nhạc, chụp ảnh, quay phim, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ bạn là kẻ điên rồ. Khách lấy đồ rồi.